triển lãm cây cảnh nghệ thuật Hà Nội. Khu bày cây ở đây là khu bày cây của Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân. Những cây kích thước lớn. Chỗ này có gian hàng rất là đặc biệt. Đây là gian hàng của nghệ nhân cây cảnh Trung Thành này. Thông tin của nghệ nhân này. Số điện thoại này. Nhìn lướt qua gian trưng bày nhé. Thế đợt này thì anh Thành đang làm đá cho một số nhà vườn, trong đó có bác Thọ Nhựa. Nhân tiện công việc và cũng nhân dịp có triển lãm thì anh Thành cũng mang một số cây ra đây để trưng bày, và một số cây anh cũng đang làm tiện thể thì anh sẽ chia sẻ tới mọi người về kỹ thuật tạo tác đá. Thì bây giờ mời quý vị và các bạn vào tham quan khu trưng bày, xem nghệ nhân Trung Thành tạo tác và nghe những chia sẻ của anh nhé. Em chào anh Thành nhá. Xin chào quý vị và các bạn theo dõi trên cả nước nha. Cái này là anh Thành cũng đang tạo tác, cũng nhân tiện là có triển lãm thì anh cũng mang ra đây là vừa làm là vừa chia sẻ anh nhỉ. Cái công đoạn này anh đã làm được lâu chưa? Cái này thì anh mới làm 2 ngày. Vâng. Là mới chỉ có cắt rễ và mới gài anh nhỉ? Còn phải làm nhiều. Để là mới định hình cái khung tổng thể cho nó thôi. Còn chi tiết thì chưa làm được. Để quý vị các bạn xem qua một số tác phẩm mà anh Trung Thành đang làm. Tuy nó còn dở dang. Thế nhưng mà quý vị các bạn cũng nhìn thấy những cái nét đục của anh mà. Rất là thoáng. Cũng giới thiệu qua với các bạn, đây là một cái cốt xanh tán tổn rất là già. Trung Thành đang tạo ra cái phần đá thì đây mới được cái hình khối thôi. Còn về chi tiết thì sau đây thì các bạn nhìn thấy hai cái bệ, một cái thì đang làm dở dang và một cái bệ đã xong. Đây là cái bệ. Đây làm xong rồi này. Thì đã xong rồi. Đó. Thế là giờ chỉ có đưa vào chậu và thả nước thôi. Chỉ có dưỡng cho cây và chơi nó mọc rễ anh nhỉ. Cây này hình như là cũng tán tầng phá sao anh nhỉ? Đúng rồi, nó cũng là một gốc tán tầng già. Cây này thì kích thước nó cũng rất là lớn. Và cái khối đá này thì thoạt nhìn là quý vị các bạn thấy là nó như một nguyên khối nhỉ? Như nguyên khối anh nhỉ? Đấy, đúng, cái quan trọng là nhìn nó như là một tảng đá đục già chứ nó không phải là ghép. Tuy nhiên thì anh Thành cũng đã khéo chắp ghép những viên đá lớn. Và những cách bắt mạch của anh nó rất là khéo. Mới làm nhưng không nhìn thấy mạch bắt đâu anh nhỉ. Như một hòn đá nguyên khối đục ra. Và quan trọng là những cái đường nét của nó thì anh làm nó cũng rất là thoáng. Em đi vòng đây để anh chia sẻ với các bạn một chút về cái hình khối của cái cây này. Bây giờ thì quý vị các bạn xem qua những cách tạo tác của anh và sản phẩm của anh làm như thế nào. Cái cây này thì cái phần này này, nguyên cái cây này, tạo tác cho cái cây này về cái phần này nó đặc hết cả này. Đấy. Đã bóc được cái phần này ra và được cái đường thân rất là đẹp. Cái này là anh mới tháo à? Mới tháo, đây này, vết vẫn còn nguyên này. Đấy, mới tháo xong. Thế là cài lên đá thì trước kia là người ta dùng đất nó lên đây. Đấy, bây giờ là bóc tách ra, cài lên trên đá. Chỗ này anh em bắt dễ khéo nhỉ, cảm giác là ôm đá lâu năm rồi, chỗ này rất là khéo lắm. Đấy, cái những cái dễ này các bác xem nhé, mắt cũng rất là khéo đấy chứ, dễ này bắt nó cảm giác ôm vào đây một đoạn rồi này. Những cái hòn đá nhô ra như này, những cái hang động một chút nó rủ xuống này, như những cái những đá nó rủ này, nhìn rất là phiêu nhé. Cái hôm nay thì nhân tiện có ông em thì cũng chia sẻ luôn một chút về hình thể cái viên đá để tạo tác nghệ thuật cao hay thấp thì Trung Thành Bonsai cũng không dám bàn luận với các bạn. Để các bạn ngắm và thưởng thức và chiêm ngưỡng. Thế còn cái phần hôm nay Trung Thành sẽ chia sẻ với các bạn chi tiết thêm kỹ về cái chất liệu đá
Chất liệu đá. Thì cái chất liệu đá này Trung Thành đã nghiên cứu rất kỹ. Trước kia là Trung Thành đã làm về đá lũa. Từ năm 2008 đã làm đá lũa rồi. Đấy, thế thì Trung Thành đã làm đá từ 2008, nhưng mà càng nghiên cứu kỹ thì càng thấy là cái đá trầm này có cái thế mạnh rất là hay mà cần phải đi sâu vào. Thì Trung Thành đã đi sâu vào cái mảng đá trầm. Cái đá trầm này nó chứa rất nhiều khoáng chất. Trong đó, trong viên đá này nó chứa rất nhiều khoáng chất, mà cái khoáng chất đó rất hợp cho xanh Nam Điền, cho tất cả các loại xanh. Cái phần riêng có cái phần này thì Trung Thành khẳng định rằng nó là sự thật mà Trung Thành đã thử nghiệm. Nếu cài trên đá này với lại cài trên đất đá khác nhá, thì Trung Thành dám đảm bảo là cài trên đá này độ già nhanh gấp đôi luôn. Khẳng định là độ già sẽ nhanh gấp đôi với so với lại dòng đất hoặc là cài trên đá loại đá khác. Vì sao? Vì cái chất liệu khoáng chất ở trong cái đá này. Đấy. Thế vì thế thêm ra giờ nó biết được cái chất liệu đá này, cái khoáng chất nó rất cần cho xanh Nam Điền. Vì thế thêm ra là cái bột kia kìa. Đấy, cái bột vụn kia tôi giữ lại là bây giờ còn đúc vào tải để bán. Mỗi một túi là 10 cân. Bán để cho anh em mang về trộn với đất để trồng cây. Đá này nó có nhiều khoáng chất. Đấy, cực kỳ tốt cho cây xanh. Rất là khỏe cây và đồng thời này rất nhanh già. Đấy. Nhân đây thì cũng có anh bạn trong làng cây cũng là một lão thành chơi cây lâu năm. Thì xin anh đưa một vài lời chia sẻ để anh em tham khảo về mặt hình thể rồi chất liệu rồi về giá thành. Đấy, anh chia sẻ cho em và nó mà cứ chia sẻ thôi. Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Dũng, anh trong làng hay gọi là Dũng Tràng Thi. Tôi chơi cây cũng khá lâu rồi và tôi đến thấy anh thầy gần đây thì anh thầy anh làm cái đá như này thì bằng tôi mới thấy rằng là bằng kinh nghiệm của anh ấy, nhiều năm tháng làm cây làm đá thì phải nói rằng là anh ấy tìm kiếm ra một biện pháp để mà xử lý cái cây đươn đá như này tôi thấy rất là hợp lý. Hợp lý đầu tiên ấy là viên đá này, loại đá này nó dưỡng cây rất tốt, nó giữ chứa ẩm và nó có nhiều dinh dưỡng phù hợp cho cây. Và giữ cây tốt thứ hai nữa, khi lên đá được thì nó tạo ra ấn tượng như là một cái khối đá nguyên. Ba nữa là cái sự tự nhiên trong cái loại đá này, khi mà làm lên thì rất là tự nhiên, nó rất tự nhiên, các góc độ của nó nhìn nó không bị, nó không, nó nhìn nhị giữa cây với đá. Những điểm cứng là mình xử lý đơn giản và nhỉ, nó dễ dàng xử lý. Tức là khi mà xử lý thì có một ưu điểm rất lớn của loại đá này là nó làm cho sự tự nhiên rất cao. Mặc dù đá là con người làm nhưng mà lại tạo sự tự nhiên rất cao. Đấy. Các bạn sẽ có nhìn thì khó nhìn thấy được đây là do con người làm. Đây là một ưu điểm rất lớn của loại đá này. Thứ tư là ưu điểm này là cái đá này lên rêu rất dễ. Rất dễ gì để lên rêu. Mai kia mà khi rễ nó chảy xuống rồi và lên rêu lên cái này rất đẹp. Nó tôn cây rất nhiều. Và cái loại đá này khi mà anh làm ấy thì nó có những cái hang hốc làm cho cái việc mà lên đá nó trở nên nhẹ nhàng hơn, tôn cái cây nó rất nhiều. Bản thân chất liệu đá thì nó cũng nhẹ rồi bác nhỉ? Vâng, bản thân chất liệu đá thì không phải là nặng, nó nhẹ thôi. Với cách làm mà thông thoáng cái này thì giá cả thì nó cũng không phải là cao. Vâng, độ nặng thì nó không lớn, giá cả. Nếu so với những cái loại khác thì nó hợp lý hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Đấy, những cái đặc điểm đấy thì tôi đánh giá là cái làm của anh Thành rất hay, tôi đánh giá như vậy. Và chúng tôi cũng rất là, có lẽ thủ tục bản thân tôi cũng phải nhờ anh Thành làm xuống cây đây. Theo cái chất liệu đá này, ông Dũng, chủ nhân của một tác phẩm cũng rất là nổi tiếng, đợt này cũng có cây trưng bày tại triển lãm. Cái này Huyền Nhai Cổ Mộc. À vâng, đấy, tác phẩm Huyền Nhai Cổ Mộc thì tác phẩm đó rất là nhiều người biết tên rồi. Thì đây là cảm nhận của một bác, cũng là khách hàng của anh Trung Thành. Thì bác có những cảm nhận cái chất đá này nó có rất là nhiều ưu điểm. Và hiện nay thì bác cũng đang lựa chọn anh Thành để anh giúp bác tạo tác một số tác phẩm. Dạ vâng. Cảm ơn những chia sẻ của bác.
Vâng. Anh Thành giúp em chia sẻ kỹ hơn một chút về những cái ưu điểm nổi bật của chất đá này và một vài cái quá trình bắt đầu từ khi vào đá cho đến lúc dưỡng cây như thế nào để cây được khỏe anh nhỉ? Ừ. Chia sẻ với các bạn là cái chất liệu đá này nó có mấy cái mặt mà Trung Thành rất là thích và đang quan tâm đến. Cái mặt thứ nhất là trong đá nó có rất nhiều khoáng chất để phù hợp với cây xanh. Cái thứ hai nữa là nó rất nhanh lên rêu. Và nó rất nhanh lên rêu thì nó rất nhanh cổ. Điều đó là quân luật tự nhiên. Cái thứ ba nữa là gì? Cái đá trầm này nó có nhiều khoáng chất này, giữ được độ ẩm này. Thì cái rễ này bắt đầu nó ra thì nó tìm cái gì các bạn đã hình dung ra chưa? Cái rễ này nó phát triển thì nó đâm ra thì nó phải tìm nước, tìm thức ăn, đúng không? Thế thì khi nó tìm nước, tìm thức ăn thì bắt buộc là nó phải bám riết cái hòn đá này. Mà rất tự nhiên, mình không cần phải ép nó. Đấy, mà tự nó ép. Trong bản thân đấy, trong đá nó có nước rồi. Có nước này, có chất. Có chất nên cái đấy, rễ nó bám vào đá là đương nhiên. Đấy, đúng không? Theo quy luật con người cũng thế, phải tìm chỗ nào có ăn thì phải đi thôi. Thế nhưng cái cây này này, nó cũng thế, nó ra rễ thì nó gặp đá này, nó đủ nước này, đủ chất này, thế là nó cứ thế nó bám thôi. Đấy, nó hay hơn cái đá nữa ở cái phần đấy. Cái phần nữa là gì? Phần tạo tác. Các nghệ nhân có thể tạo tác đúng theo ý muốn của mình được. Thế nhưng mà trong cái rễ thì nó lại có cái khó. Là rễ là mình có thể tạo tác được nó. Thế nhưng cái khó là làm thế nào để sáng tạo ra được những cái nét này. Tự nhiên. Rồi sáng tạo ra những cái nét là làm thế nào thì chỗ nào cần đục. Đấy là cái khó. Cái phần lớn đấy, cái nó nét khó đây là do nghệ nhân Trung Thành đục béo lên những cái hầm hách như này. Đó. Từ những cái viên đá nó thô như này, để các bác xem nhé, nó thô cứng như này, tròn như này. Nó tròn thôi đây. Đây như này. Thì đến bây giờ nó thành hình thù như này. Đó, rất là đẹp. Đấy. Trong cái rễ thì lại có cái khó. Cái rễ của nó là rất là dễ tạo tác. Nhưng mà những cái nét là đều phần lớn là do con người làm lên, chứ thiên nhiên không tặng sẵn anh nhỉ. Đấy. Nhưng mà khi làm thì mình có thể dễ dàng đục đẽo để nó phù hợp với cây, so với cái đá khác là nó dễ đục hơn. Thì nhiều người nghĩ cái đá này thì chỉ nghĩ đơn giản là nó là một cái loại đá nó giữ nước tốt, nhưng mà ít người nghĩ rằng trong đá này lại có cái khoáng chất để dưỡng cây anh nhỉ. Làm cái cây khỏe mà lại không bị béo, lại nhanh già. Đấy, cái điều đó chắc là ít người để ý anh nhỉ. Cái mà trong giới chơi cây, cái đấy là cái mong đợi mạnh nhất mà cần nhất. Còn cái đá này dưỡng ẩm tốt thì nhiều người đã biết rồi, bởi vì nó xốp mà nó có hơi nước ở trong thì nhiều người để ý rồi. Tôi cũng cảm ơn những chia sẻ của anh, thì anh có thể cho mọi người một cái khái quát về quá trình bắt đầu từ khi vào đá như này và dưỡng ẩm đến khi nào thì ổn và có thể là an toàn anh nhỉ. Cái sau khi mà tạo tác xong như thế này thì đã là phần tạo tác đã xong. Còn cái phần dưỡng của nó thì cũng rất là đơn giản. Riêng các bạn vào đá này không cần phải thêm một cái chất liệu gì khác ngoài ni lông. Bây giờ chỉ cần đưa vào chậu đổ nước và chùm ni lông làm sao thật kín cái phần trên và phần dưới chạm mặt nước cũng thật kín. Thế để cho hơi nước nó bốc lên. Nó bốc lên thì cái rễ này nó sẽ hút. Đấy, nó sẽ hút. Nó ra rễ mới. Đây quý vị các bạn xem luôn nhé, cái cây này thì anh vừa tháo mi lông ra đúng không? Rồi. Cái cây này thì anh cũng vừa chùm mi lông kia. Đấy, này mi lông kia, chùm đây. Cái anh bỏ tạm ra để cho mọi người tham quan dễ xem thôi. Đó. Thế sau khi chùm mi lông chỉ việc chờ đợi anh nhỉ? Chờ đợi cho rễ nó ra. Đấy, thế thì chùm mi lông, trong khi chùm thì trong quá trình cây nó phát triển nó sẽ bám rễ, bao giờ rễ nó xuống được đến mặt này thì lúc đó chúng ta mới có thể là cho đất cho nó ăn thêm để cho tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Đó. Thì một số cái mạch là anh có làm là bằng cũng là dùng xi măng với cái bột đá này anh. Đúng rồi. Nó cái cũng chính là xi măng và anh có phải có cái đoạn là rửa xi măng không anh? Có cái người đúng ra là cho vào chậu thì rửa sạch một lần đi, thế là
cái này còn chưa được phun tại vì cái nền này là không phun được, em ra là chưa phun thôi. Còn lẽ cái này là rửa thì... nó cũng không phải kỳ công như cái loại đá khác anh nhỉ? Đấy, bởi vì cái tỷ lệ xi măng nó ít hơn. Mà nó được bao phủ ở ngoài một cái lớp mùn đá này thì có lẽ là việc rửa xi măng cũng không tốn công lắm. Nó chỉ xịt nước là xong mà. Mà không phải rửa nhiều lần anh nhỉ? Đó. Chỉ việc chùm mi lông, thì bên ngoài mi lông có phải che chắn một cái gì để cho nó giảm ánh sáng không anh? Cái phần đấy em hỏi cũng rất là hay đấy. Khi chùm mi lông, nếu để trong nhà có bạt tre như thế này hoặc là có lưới che kín thì không cần phải phủ vải vào hoặc là phủ chăn bông. Thế nhưng nếu như các bạn mà đưa ra ngoài rồi nắng thì các bạn phải che lưới và đồng thời là phủ thêm cái vỏ chăn bên ngoài. Tại vì sao? Nhiệt độ bên ngoài nó cao, nó hắt vào trong nó là nó tăng cái nhiệt độ cao thì dễ nó không chịu được. Đấy, có thế thôi. Thì các bạn xem qua tác phẩm anh Thành đang tạo tác một lần nữa nhé. Những cái hang động rất là đẹp như này. Đó. Sau khi tạo tác thì tác phẩm đẹp lên rất là nhiều. Và với cách làm này thì nó rất là nhanh. Và giá thành thì nó lại rất là hợp lý. Cây thì rất là khỏe. Và cây này là thích hợp cả xanh cả si anh nhỉ? Đúng rồi. Xanh với si thì tuyệt vời rồi. Quá hợp. Si thì lại quá hợp luôn. Nhìn chỗ này phê chứ, những cái hang động. Phê cả những cái chỗ nó rủ xuống như những cái nhũ đá nó rủ lâu năm rồi này. Chỗ này mà thả nước vào thì rất là tuyệt vời. Ở dưới đây thì chắc anh đều đổ một tấm bê tông. Đúng rồi. Để khi nào mà muốn cẩu đi cẩu lại thay chậu thì rất là thuận tiện, nó không ảnh hưởng đến cái phần đá này. Cái này là Trung Thành Bonsai đang làm cho anh Ngọc, gia đình nhà vườn Mộc Hoa Viên tại Quảng Ngọc, Quảng Châu, Thanh Hóa. Bây giờ quý vị các bạn xem thêm một tác phẩm nữa, xanh ba thân mà anh Thành cũng mới tạo tác và đang dưỡng, thả nước này. Cái này chỉ có rửa xi măng có một lần rồi anh. Đúng rồi, bởi vì cái lượng xi măng nó không nhiều anh nhỉ. Mà ngoài nó đã được bao phủ bởi cái lớp bột đá rồi. Đấy, chúng ta đổ nước, khi đổ nước chỉ đổ mấp mé như thế này thôi. Chứ không đổ đầy cao lên đây đâu nhá. Khi làm xong là chỉ đổ nước như thế này thôi. Để nhử dễ nó xuống anh nhỉ. Để nhử nó, để cái hơi ẩm bắt thôi. Buộc nó phải, cái dễ nó ra nó phải tự, nó đi, nó tìm thức ăn. Tìm nước. Đổ nhiều quá thì dễ nó lại chảy ra ngoài. Nó không bám vào đây. Không bám vào. Cái hồng đá anh làm rất đẹp. Một cái bệ đặc như này. Đầu tiên nó đặc ra đây anh nhỉ. Đúng rồi. Thì tháo bớt. Không những có đặc mà lại còn tròn như là cái lưng. Phải tháo bớt nó rất là hợp lý các bác nha. Tháo bớt chỗ này. Thêm vào phần đá những cái hang đọc rất là hợp lý. Các quý vị các bạn cũng đang nghe những chia sẻ của anh Thành. Thế thì đợt này anh Thành cũng làm rất là nhiều cho bác Thọ. Và nếu như quý vị các bạn cảm thấy thích những cách làm của anh Thành hoặc là muốn anh Thành tư vấn thì cứ liên hệ theo số điện thoại mà tôi quay ở đầu video tham khảo cách làm của anh, hoặc là mời anh trực tiếp làm giúp. Và cảm ơn những chia sẻ của anh Thành nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Đi làm đá đi, làm thợ làm đá luôn đây này. Tấn vào tí livestream.